Ok, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo World Robot. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dùng cái xưởng của mình. Cái xưởng ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Mình sẽ đem đi mình chơi ở cái bậc ranh này, tại đó là ranh vô địch nha nè. Tại thì mùa mới cập nhật mùa cho nên là bậc ranh này bây giờ thì mình cũng phải cài lại một dãy cấp thôi để tăng lên là 5000 cấp. Chứ không ui rồi, ui. Đi đâu đấy bạn? Hello bạn. Ê da. Dạ. Ui, bắn ghê hết nha. Nói chung là hiện tại những cái trận đánh ở trên bậc ranh này thì rất là ác liệt nha anh em. Dạo gần đây mình chơi thì mình bắt đầu cảm thấy là chiến trường nó bắt đầu rất là sướng ở đây mà chơi rất là phê, kiểu như là sức mạnh đều ngang ngửa nhau đó anh em ạ. Hơn nữa thì cái xưởng của mình thì nó không mạnh đâu, mà mình cảm giác nó lại đối đầu rồi với những cái xưởng mạnh hơn thì nó rất là phê à anh em ạ. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời, kiểu giống như là nói chung á thì đồng đội ở trong cái bậc ranh này thì hiện tại mình cũng đã hiền hơn rồi, mình cũng không trách tụi nó nữa. Tại vì hiện tại nếu như mà tụi nó ranh leo được lên tới cái bậc ranh vô địch này rồi thì cái khả năng của tụi nó cũng rất là hợp lý, cũng tương đối là ok. Tại vì chưa gặp đúng cái trận nào mà tụi nó phát huy được hết sức mạnh thôi, cho nên là mình cũng phải thông cảm thôi. Tại vì bây giờ mình đặt vào cái vai trò của mấy ông đó thì mình cũng vậy thôi. Tại vì lâu lâu thì mấy trận thì mình lại ăn hành sắp mặt, còn mấy trận thì mình lại tanh, mình lại hay, mình lại bắn tốt nè mà đó, cho nên là thôi kệ, cứ thông cảm cho nhau mà chơi thôi. Tại vì ở bậc ranh này thì hiện tại kiểu giống như là trong mấy bậc ranh liên quân hay liên minh gì đó nè mà cho dù mấy ổng nó fit hay là cái gì chết nhiều mạng đi nữa thì đã leo được lên tới bậc ranh cao rồi thì ít nhất thì cái khả năng cũng gọi là tạm được, cũng là ok ấy. Nhiều ông thì giỏi đó, cho nên là thôi kệ, bây giờ thì mình cứ chơi thôi, có chơi là được rồi đó. Chung thì trận này mình mới vào thì mình đã nhìn thấy nó khá là căng nha anh em, đôi bên giành giật cột nó rất là ghê ấy. Và hiện tại mình đang nhìn thấy đó chính là hai ông clan có chữ VN này, không biết phải là clan Việt Nam hay không đó. Bên đội hình của mình thì hiện tại đang có một ông clan God, đó chính là Iron Man. Thì cái ông này đợt trước thì cũng bón hành cho mình khá là nhiều đấy, nhưng mà sau cái trận này mình lại cảm thấy ổng lại không có sức mạnh gì hết nha, thấy cũng chả có gì nổi trội hết đấy. Thôi kệ không sao nè, cứ việc chơi rồi thôi. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái đội hình của mình nó cũng tương đối là full MK2 rồi. Thì con Henry này thì hai cây spy MK1 nha, thiếu một cấp thôi. Trong mùa sau sử dụng spy thì anh em vẫn có thể sử dụng được phóng lao mùa sau. Giỡn mặt đấy à. Ấy, mình vừa quay lưng đi thì nó quay ra nó chọt mình em. Được rồi, bạn thích chơi thì mình chịu, bạn tính giành lại cột này đúng không? Ấy, tôi thừa biết mà. Ấy, phay ship đi à. Lại thêm một thằng thích chơi đây. Lại đây. Rớt xuống xong là tới công chuyện này. Ấy, ừ đúng rồi, cầm súng đó thì bắn luôn. Ừ, cầm súng đó thì bắn. Mời bạn bắn luôn. Đấy, ụm. Xong. Đây nào, cái nào? Ai đây? Là anh Tây Du Ký à. AT36 à. Đấy, thanh niên này thì mình cũng gặp khá là nhiều rồi, nói chung là thật là cũng tương đối, cũng ok, cũng được đấy. Mà ấy cũng được. Ui, hai bên, ui con Liên nó còn sống kìa. Từ từ đây mà đi giành lại cái trụ thôi. Nó lại quay ra chọt mình, thấy nha. Đấy. Cứ gặp tên Việt Nam là cứ nhào ra mà chọt cái. Ừ không sao bạn, bạn thích chọt thì mình chịu thôi chứ đâu. Ui sợ con Fanny. Ấy rồi thôi xong, tiễn bạn lên đường một đoạn. Ấy, tiếp. Chơi luôn bạn, chơi không là đây. Đúng không? Ui trời ơi, luôn cha đo cầm cái súng đó thì bắn tới ngày mơi luôn. Ở trên mặt ranh này hiện tại vẫn còn rất là nhiều thanh niên cầm mấy con Titan mà súng tào lao đó nè mà. Đây, một con róc, biết ngay mà mới vào là nhìn thấy róc rồi. Ui trời, im ra cầm cái súng đó luôn hả? Được rồi, tôi nâng lên bạn với tôi bắn nè. Bắn đó bạn. Đấy, đúng rồi, nè cho nó thêm cái nữa. Ừ. Đấy. Nói chung là ở trong cái team á anh em, mà khi mà mình gặp rồi xong, mày tới công chuyện rồi. Rồi thoát ra. Ở trong cái team mà khi mà có hai con Titan mà nó cầm súng điện này đó anh em thì gần như là rất là mạnh nha. Tại vì hai nguồn sát thương nó dồn vào thì mấy con rốc đó, cho dù có trâu cách mấy nó cũng sẽ bị phá khiên và nó bị giết nha. Tại vì hai con Titan mà nó cầm súng điện hết thì sát thương gây ra rất là lớn. Một con rốc thì hoàn toàn nó không thể nào chịu nổi được nguồn sát thương đó. Đấy, cho nên là anh em có thể tưởng tượng được nếu như một team hai con Newton hoặc ba con Newton thì anh em có thể tưởng tượng được nó có thể cần được bao nhiêu thằng rốc không. Nói chung là vậy thôi. Một con Indra này. Khoan, ui nó chạy rồi. Ấy, ui. Team mình cũng đang mất lợi thế này mà nó chung trụ nó cũng vẫn chưa giành lại. Mấy thanh niên này nó đang giành trụ lại anh em ạ.
sao, từ từ bạn ơi, không sao bạn, cứ từ từ, bạn chưa giành được đâu. Nó thấy mình ở đây cho nên nó nép vô này mà nó chưa dám đi qua cái trụ. Thôi không sao, được rồi, để tôi nâng bạn lên, tôi nâng niu ở bàn tay Việt nha bạn. Đấy, rồi tạm biệt bạn luôn. Đi nha, đi mạnh giỏi nha. Ừ, rồi xong. Đấy. Rồi, lại có một thanh niên định chơi mình đây mà. Đấy, nhào vô bạn, tại đây. Ui trời ơi. Đấy, nó cứ vậy thôi này mà, nó cũng chả có gì rồi. À, đây. À, cái ông này cầm Inra, rồi thôi xong rồi. Cầm Inra thì hơi bất lực với mình nha. Đấy, hơi khó chơi với mình đấy. Đấy bạn ơi. Ui, rớt rồi thôi, để mình tìm mục tiêu khác vậy. Yeah, team nó giành giật trụ ghê hết đấy em ạ. Nãy giờ team mình đang hiện tại đang có thể gọi là còn được một chút lợi thế, nhưng mà trụ hai bên nó cũng gần ngang nhau anh em. Ui xời, nãy giờ thời gian nó vẫn chưa có gì thay đổi luôn đấy. Anh em có thể nhìn thấy là hai bên màu đỏ với màu xanh nó tương đối là bằng nhau nha. Ui xời, ôi game này căng thật anh em ạ. Nhưng mà không sao anh em ạ, mấy game như thế này chơi nó mới phê chứ. Đấy, phải đối đầu nó căng não như vậy hay chính là mục tiêu. Đây. Tạm biệt bạn. Ui, bạc bầu trâu hết đây. Vậy là Inra cầm RA đúng không? Thôi. Hay. Ây da, vẫn còn. Ui. À, từ từ anh em ạ, mình từ từ con Inra nó xử sao vậy? Từ để qua bên này. Ây da, đâu, tàng hình liên tục đó nha. Đấy, không sao bạn. Mình nghĩ là pha này bạn đi rồi. Đi, đấy, ok anh em, lụm nãy giờ mấy con Titan rồi đấy, cũng khá là ngon rồi. Ôi trời, ui lại còn con Skyros này nữa, kiểu này là không xong rồi anh em ạ. Team mình nó mất người quá trời rồi, team mình mất hai người rồi, không ổn rồi, mình phải tự tay đi giành trụ thôi. Không biết có giành nổi hay không nữa đây nè. Ây da, rồi xong rồi. Ui trời. Đấy, nói chung là ở bậc ranh, ở trong cái tựa game này hiện tại bây giờ thì anh em cứ yên tâm đi, nó không sập đâu. Tại vì dạo gần đây thì mình chơi mình vẫn gặp ở bậc ranh này rất là nhiều những cái thằng có máu liều nhưng mà không có máu não nha nè, lao lên thẳng lên cái trụ giành trụ như là mấy thanh niên YouTube vậy. Nhưng mà trên thực tế thì cái thực lực của cái xưởng nó chả đâu vào đâu cả, cho nên là cứ lao vào cái trụ xong chết chả giữ được cái trụ mà cứ ham ấy. Cứ có cái quy luật, nếu như mà cái game nào có càng nhiều thằng ngu thì dĩ nhiên là cái game đó nó sẽ càng lâu dài anh em ạ. Em cứ yên tâm đi ấy, chứ cái game nào mà quá nhiều thằng thông minh á thì nó mau sập lắm anh em ạ. Phải vậy anh em yên tâm đó. Mình cũng không tự nhận là mình thông minh, nhưng mà trong cái tựa game này thì ít ra thì mình cũng còn được còn tạm được, ít ra mình còn biết trụ là cái gì ấy. Còn biết trụ là cái gì so với những thanh niên ở bậc tranh này. Tại giống như là mấy cái thằng mà kiểu giống như mới nó nhà nó có điều kiện đó anh em ạ. Mới vào game xong cái vô mấy cái group á, mua ạt chẳng hạn, như là hiện tại anh đây tài chính thì dư sức này, anh cần mua ạt mấy củ đồ vô trải nghiệm game, xong vô nhìn cái trụ không biết là cái gì anh em. Đấy, rất là hài, cho nên là mấy thanh niên mà có máu liều nhưng mà lại không có máu não nó như thế đó, cho nên là game nó cứ càng ngày càng nhiều những thanh niên không được thông minh. Bởi vậy cho nên là anh em cứ yên tâm, game này nó khó sập lắm em ạ. Đấy, yên tâm đi, nó vẫn còn rất là lâu dài. Chỉ cần game mà còn chỉ cần thằng ngu là dĩ nhiên game nó sẽ còn. Đấy, nhiều thằng thông minh quá thì game nó lấy gì nó tồn tại đúng không? Dạ. Ừ, tính giết tôi bạn. Ui trời. Trụ, ui, tính ra nãy giờ cái trụ của bên mình nó hay ra còn có 3 người, 3 chỗ 5. Dạ, rồi thôi xong rồi anh em ạ. Game này không ổn rồi. Team nó mà giành lại được một cái trụ nữa thì theo như mình thấy thì hiện tại bữa nay còn chỉ còn một con rốc thôi, một con rốc và một con Newton là mình thôi. Dạ, xong rồi anh em ạ, gánh tem không nổi rồi. Dạ, mấy cái trụ nó mất rồi. Dạ. Thôi không sao, game này vậy là được anh em ạ, chiến đấu như thế này gọi là ngon rồi anh em ạ. Đó, bây giờ thì ok, không sao, thời gian nó tuột mất rồi. Bây giờ thì có giành giật trụ lại nó cũng vô dụng thôi. Còn ở năm mấy giây, ui xời. Cái game lâu lắm rồi mình mới gặp một cái game hiếm hoi là gần 10 phút đồng hồ anh em ạ. Game cột mốc mà gần hết thời gian luôn đấy anh em ạ. Căng thật sự. Đấy, nói chung là trận này nãy giờ thì mình chỉ vừa chơi vừa kiểu như là vừa tâm sự thôi, không biết mình có giết nổi thanh niên này không ta. Nó còn rồi chắc không nổi rồi anh em ạ, chiếc không nổi rồi. Hay dạ. Hết thời gian luôn rồi nè. Ừ, hay quá, ăn được skill cuối. Nói chung là mình giành được cái top ở trong trận này đó để này. Nói chung cái thế trận này thì mình cảm thấy khá là ngon rồi. Lâu lắm rồi mới có một trận mà chơi nó phê như vậy đây, mà chơi thời gian nó gần hết luôn đấy. Thôi không sao, nói chung là mình thua trận này mình làm trận khác này mà. Dù sao ở bậc ranh này thì nó cũng
À, thảo nào hai thanh niên kia chơi giành trụ cũng khá là phê nha. Rồi tiếp theo chính là cái trận sao hỏa như này. Thì trận hồi nãy thanh niên AT 36 clan 26 kia giành trụ cũng khá là ghê nha. Đấy, nói chung là chơi trụ thì biết giành trụ là ngon rồi, nên mà có thực lực thì ơi khoan nào, thanh niên Loki, mình sẽ cầm con leader này mình đi giành lại mấy cái trụ này trước. Nếu như mà không giành được thì mình sẽ hủy boss để mình gọi những con có sức mạnh lớn hơn con leader này hơn. Ây da, theo mình thấy thanh niên Loki này đang tính chơi kiểu chọc chó này mà đấy. Nhưng mà bạn ơi, bạn né né mình ra nha, bạn mà chơi kiểu chọc chó mà bạn đứng gần mình một cái là bạn hơi mệt trong mình bạn ấy nha nha. Đấy, mình nghĩ là cái trụ giữa đó hơi, hiện tại chơi cục mốc bây giờ mình rất là cực kỳ kiên kỵ, đó là một là Skyros, hai là Loki nha nè. Hai thanh niên này nó chơi theo kiểu đó là chọc chó mà chủ không có nhà là chọc chó đây này mà ấy, cho nên là ấy mình nghĩ là mình phải qua mình xử thằng Loki này, mình không đem mắt nữa con đi đờ này, bây giờ mình chỉ đem face thôi. Thấy mùa sau thì anh em đem mắt là anh em càng mày à, kiểu như là nó đang nói với mình đó là ăn em đi nè, ăn em đi nè, ui thách anh bắn em đi nè. Ừ trời ơi, đúng rồi đúng rồi, mình không ăn bạn nhưng mình đang ăn thằng sao nhá. Ấy mày chọc chó nhưng mà mày đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con à, xem đây nè, một băng nè, mình đảm bảo với anh em một băng luôn này, mà con Loki này nó không sống nổi đâu. Đấy anh em thấy không, một băng thôi nó cây nó, mà không biết mình chơi nổi thằng này không ta, nó chọc mình chết. Ấy da, vẫn còn thi ship à, rồi thôi xong kiểu này là nó bay lên nữa rồi. Ừ hay ra mà lụm được cái đầu nó luôn rồi ha, hay ngon ngon này mà, thằng xe đáp nữa tính chơi mình luôn hết à. Ui gan thế, vậy luôn hả, chơi vậy luôn hả, xin lỗi bạn nha, nhưng mà tôi có Titan này đó, bạn giết tôi là bạn hơi mệt trong mình mà nha nha. À vậy là nó tính giết mình luôn em, mà được thôi, ấy là bạn nha, là cái này là bạn muốn nha chứ mình không muốn nha. Ấy ừ rồi thôi xong bạn rồi, bay đi. Ừ bay bay, ừ không sao, để mình kiếm kiếm thằng khác mình xử. Ấy có gì đâu khó anh em đó, bây giờ bay giữa đội hình ấy, rồi gọi Titan của bạn xuống đây nha, để mình tiễn mấy bạn kia lên đường trước rồi mình tiễn bạn đi sau. Ấy một thằng nữa, thêm nữa nè, thêm nữa nè, ngon ngon đâu bây giờ. À đây đây đây, một con cài đó. Ê bên này bên này bên này, khoan để mình, à đây 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 đây, xong xong con Titan của bạn luôn rồi. Sao hả bạn, nãy bạn lao vô bắn tôi ghê lắm mà, sao kỳ vậy, sao vậy, tưởng bạn có thực lực dữ lắm chứ. À, có thực lực mới sung ấy, không có thực lực thì thôi ở đằng xa mà chơi từ từ đi, cầm xe ráp Reaper bay vô giữa đội hình mình bắn như đúng rồi anh em ấy. Thật sự là mình đó giờ mình cầm xe ráp mình chưa bao giờ dám bay thẳng vào giữa đội hình nữa luôn, mình chơi chỗ đó luôn á. Anh niên này đúng là sung này ấy, đúng rồi mày còn dám bay lên cái trụ của tao ấy. Ok rồi, trận nãy là đã hiền lắm rồi, hai con Titan luôn à. Ui vậy luôn hả, dễ vậy luôn hả ấy, sao trận này nó đơn giản thế nha. Ui trời ơi chết luôn chứ, gần chết rồi gần chết rồi gần chết rồi, rồi pha này nữa gãy luôn. Ui con trâu vé đấy, ừ con trâu đấy nha, ấy ấy rồi xong luôn, xong luôn bốn con Titan. Ủa nãy giờ là hai con, chắc là hai con ấy sao. Ui trời rồi xong luôn, núp đi. Ừ ui rồi núp thì thôi chứ đâu, rồi xong rồi anh em, mà game này đơn giản rồi ấy, dễ dàng chứ đâu có gì cái gì, ui trời ăn gờ tàng hình đi, cái gì thoải mái không gì á. Ừ à không, nó phải ship này mà. Nó phải ăn gờ là bên này nè, hai thằng này nè. À, khoan 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 khoan, thì cái pháo tích hợp này cảm thấy cái tầm nó hơi hơi thấp nha, cái trọng tâm nó hơi thấp cho nên bắn dướng chướng ngại vật rất là nhiều. Rồi để thử lại phát nữa. Ui sao à, tính chạy lên giành trụ hả, đâu có dễ vậy bạn tôi đứng đây mà bạn đi đâu đấy bạn đi giành trụ với tôi hả, tôi đâu có dễ dàng cho bạn giành như trận hồi nãy được hả. Đấy làm sao mà giành được, đừng có mơ tới cái chuyện mà bước chân vô cái trụ của tôi nha. Đấy, giờ thì anh đứng đây là các chú hơi mệt trong người rồi. À Ophion à, thôi được cứ việc bay đi thoải mái không gì á ấy. Ừ bắn trong vô vọng luôn đi. Bây giờ thì Hurricane với Ophion mà nó cầm Labyrinth thì nó bắn mình tới ngày mơi luôn em ạ. Ơi nhưng mà có con Demeter này nữa thì à, vậy là vẫn bước chân vô cái trụ được rồi đúng không, thôi kệ nè mà game win rồi, lo gì mấy thằng này.
Ui trời ơi, một bằng một. Rồi, mình nghĩ ra bạn cũng đi luôn rồi bạn ơi. Ây da, ui. Rồi ok. Quên rồi anh em ạ. À. Rồi, video tới đây kết thúc nha anh em. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo. Thank you.